Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào mừng các con đã quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 4 của Việt Sách. Các con thân mến, trong tiết tập đọc lần trước, chúng mình đã cùng cô tìm hiểu bài tập đọc Đường đi Sapa. Vậy ngày hôm nay, trong tiết chính tả này, chúng mình sẽ cùng nhau nghe viết một đoạn trong bài tập đọc Đường đi Sapa, làm các bài tập chính tả để phân biệt âm R, G và G. Tiết chính tả của chúng mình sẽ gồm hai hoạt động chính. Hoạt động thứ nhất, nghe viết, và hoạt động thứ hai, bài tập chính tả. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau khám phá lần lượt từng hoạt động trong tiết học ngày hôm nay. Chúng mình sẽ đến với hoạt động đầu tiên, hoạt động nghe viết. Trước khi chúng mình bắt tay vào viết bài chính tả Đường đi Sapa, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đọc lại đoạn văn mà ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau nghe viết nhé. Đường đi Sapa. Hôm sau, chúng tôi đi Sapa. Phong cảnh ở đây thật đẹp. Thoắt cái. Thoắt cái, lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quý. Sapa quả là món quà tặng diệu kỳ mà thiên nhiên dành cho đất nước ta. Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau đọc lại đoạn văn mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe viết. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết các từ khó. Từ đầu tiên, Sapa. Ở đây các con cần lưu ý về cách viết hoa, tên riêng địa lý. Tiếp theo, thoắt. Khoảnh khắc. Long lanh. Hây hẩy. Nồng nàn. Đây là các từ khó mà các con cần phải luyện viết. Bây giờ cô mời các con, chúng mình lấy vở nháp và viết cho cô những từ này vào trong vở nháp. Sau khi các con đã viết xong, chúng mình cùng cô đọc lại những từ này nhé. Sapa, thoát, khoảnh khắc, long lanh, hây hẩy, nồng nàn. Tiếp theo, chúng mình cùng nhau đến với phần cách trình bày. Vẫn như mọi khi, các con sẽ lùi vào một ô ghi thứ, ngày, tháng, năm. Lùi 4 ô ghi tên phân môn chính tả. Lùi 3 ô ghi tên bài chính tả, đường đi Sapa. Lưu ý ở đây từ Sapa, các con viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng. Sau đó chúng mình lùi vào một ô và bắt đầu viết. Lưu ý nhớ là viết hoa các tên riêng và sau dấu chấm. Bây giờ cô sẽ đọc để chúng mình viết bài. Hôm sau. Hôm sau. Chúng tôi đi. Chúng tôi đi. Chúng tôi đi. Chúng tôi đi. Sapa. 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 Chấm. Phong cảnh. Phong cảnh. Phong cảnh. Phong cảnh. Ở đây. Ở đây. Ở đây. Ở đây. Ở đây. Thật đẹp. Thật đẹp. Thật đẹp. Thật đẹp. Chấm. Thoát cái. Chấm. Thoát cái. Chấm. Thoát cái.
phẩy, lá vàng, lá vàng, lá vàng, lá vàng. Rơi trong, rơi trong, khoảnh khắc, khoảnh khắc, khoảnh khắc, khoảnh khắc, khoảnh khắc, khoảnh khắc. Mùa thu, mùa thu, mùa thu, mùa thu. Chấm thoát cái, thoát cái, thoát cái. Phẩy trắng long lanh, trắng long lanh, trắng long lanh, một cơn mưa, một cơn mưa, một cơn mưa. Một cơn mưa. Tuyết. Một cơn mưa tuyết. Trên những, trên những, trên những. Cành đào, cành đào, cành đào. Phẩy lê, phẩy mận, chấm thoát cái phẩy, thoát cái phẩy. Gió xuân, gió xuân, gió xuân, gió xuân. Hây hầy, hây hầy, hây hầy, nồng nàn, nồng nàn, nồng nàn. Với những, với những, bông hoa lay ơn, bông hoa lay ơn, bông hoa lay ơn. Màu đen nhung, màu đen nhung, màu, màu đen nhung.
Hiếm quý. Hiếm quý. Hiếm quý. Hiếm quý. Chấm. Xuống dòng lùi vào một ô. Sapa. Sapa. Quả là. Quả là. Món quà tặng. Món quà tặng. Diệu kỳ. Diệu kỳ. Diệu kỳ. Mà thiên nhiên. Mà thiên nhiên. Mà thiên nhiên. Dành cho. Dành cho. Đất nước ta. Đất nước ta. Như vậy chúng mình đã hoàn thành xong hoạt động đầu tiên nghe viết. Bây giờ cô sẽ đọc lại để các con soạn lỗi. Lùi vào ba ô, đường đi Sapa. Xuống dòng lùi một ô. Hôm sau, chúng tôi đi Sapa. Chấm. Phong cảnh ở đây thật đẹp. Chấm. Thoắt cái, phẩy. Lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Chấm. Thoắt cái, phẩy. Chóng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào. Phẩy. Lê, phẩy. Mận. Chấm. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quý. Chấm. Xuống dòng lùi một ô. Sapa. Quả là món quà tặng diệu kỳ mà thiên nhiên dành cho đất nước ta. Chấm. Các con soát lỗi và ghi số lỗi ra lề giúp cô. Bây giờ chúng mình sẽ sang hoạt động số 2, bài tập chính tả. Bài tập số 1, tìm các tiếng có nghĩa tương ứng với mỗi ô trống sau. Ví dụ ở đây chúng ta có âm R và âm A, thì chúng ta sẽ tìm được các tiếng như là ra trong ra lệnh, ra vào hoặc là ra mắt. Âm R với âm A ta sẽ có ra trong da thịt, da trời hoặc giả da. Âm G với âm A ta có gia đình hoặc tham gia. Vậy tương tự như vậy thì chúng mình sẽ tìm thêm các tiếng có nghĩa tương ứng. Chúng ta có âm A, vần on, vần ông và vần ưa. Ở đây mẫu đưa ra chúng ta âm V với âm A ta được tiếng va trong va chạm, va đầu, va vấp. Âm R với âm A ta được tiếng ra trong da thịt, da trời hoặc giả da. Âm G với âm A ta có âm ra trong gia đình và tham gia. Vậy tương tự như vậy chúng ta sẽ làm bài tập này. Trước tiên cô sẽ gợi ý cho con câu A. Âm R với âm A ta có ra, ra lệnh, ra vào, ra mắt, ra mìn, ra soát, cây ra, đối rã. Âm R với vần ong ta có rong chơi, ròng rọc, rong biển, bán hàng rong, đi rong. Âm R với vần ông ta có nhà rông, rồng rộng, rống lên. Âm R với vần ưa ta có rửa, rửa và rựa. Tương tự như thế, âm R với âm A ta có da, da thịt, da trời, giả da. R với vần ong ta có cây rong, dòng nước, rong ròng. R với vần ông ta có cơn dông. R với vần ưa ta có dưa, dừa, dứa. Âm G với âm A ta có tiếng gia, gia đình, tham gia, già, giá bát, giá đỗ, giã giò. Âm G với vần ong ta có dong buồm, dóng hàng, giọng nói, giọng trâu. Âm G với vần ông ta có cơn dông, gióng,
nòi giống. Âm gì với vần ông ta có cơn rông nòi giống, gì với vần ưa ta có ở giữa, giữa chừng. Âm vờ với âm a ta có tiếng va, va chạm, va đầu, và cơm, và áo, vã nên hồ, cây vả, ăn vạ. Âm vờ với vần ong ta có vong, vòng, võng, vong ân, vong hồn, suy vong. Âm vờ với vần ông ta có tầm vong, cao vồng. Âm vờ với âm ưa ta có vữa, vựa. Tiếp theo bài tập số 2, tìm những tiếng ứng với mỗi ô trống sau. A. Tiếng bắt đầu bằng âm R, G hay G. Hồ nước ngọt lớn nhất thế chấm ba chấm là hồ Thượng ở giữa Canada và Mỹ. Nó chấm ba chấm trên 80.000 km vuông. Trung Quốc là nước có biên chấm ba chấm chung với nhiều nước nhất 13 nước. Biên chấm ba chấm của nước này dài 23.840 km. B. Tiếng bắt đầu bằng V, G hay G. Ở thư chấm ba chấm, quốc gia London hiện nay còn lưu chấm ba chấm một cuốn sách nặng 100 kg. Cuốn sách có bìa làm bằng vàng và đá quý, bên trong có 50 chữ cũng làm bằng chấm ba chấm. Gần 3/4 trái đất được biển bao phủ. Thái Bình Dương là đại chấm ba chấm lớn nhất, bao phủ gần nửa thế chấm ba chấm. Bây giờ chúng ta cùng cô hoàn thành luôn hai bài tập, hai câu A và B nhé. Ở đây trong câu A, chúng mình sẽ tìm các tiếng có chứa âm R, G, G để điền vào các chỗ trống còn thiếu. Và lưu ý, các từ này phải tạo ra được những câu có nghĩa và nghĩa của nó phải phù hợp với các từ đứng ở trước và sau. Hồ nước ngọt lớn nhất thế giới là hồ Thượng ở giữa Canada và Mỹ. Nó rộng trên 80.000 km vuông. Ở đây, trong câu này, ta điền từ giới và từ rộng. Tiếp theo, Trung Quốc là nước có biên giới chung với nhiều nước nhất, 13 nước. Biên giới của nước này dài 23.840 km. Ở đây, cả hai vị trí ta đều điền từ giới. Tiếp theo, câu B. Tiếng bắt đầu bằng V, G, G. Ở câu B thì cũng có yêu cầu tương tự giống với câu A. Ý đầu tiên, ở Thư viện Quốc gia London hiện nay còn lưu giữ một cuốn sách nặng 100 kg. Cuốn sách có bìa làm bằng vàng và đá quý, bên trong có chứa 50 chữ cũng làm bằng vàng. Ở đây chúng mình sẽ điền các tiếng viện, giữ, vàng. Tiếp theo ý cuối cùng, gần 3/4 trái đất được biển bao phủ. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất, bao phủ gần nửa thế giới. Câu này ta điền tiếng giữ, tiếng dương và tiếng giới. Như vậy, thông qua bài tập vừa rồi thì chúng mình đã tìm được các tiếng chứa âm R, G hay G để điền vào các ô trống. Thông qua bài tập này, chúng ta cũng biết thêm rất nhiều những kiến thức về tự nhiên xã hội, đúng không nào? Các con thân mến, bài tập vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.